chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mùa đông năm nay có thể rét kỷ lục. Hà Nội dự kiến đổi xe máy cũ lấy xe mới, hỗ trợ đến 4 triệu đồng. Phát triển bền vững cây dược liệu ở Lào Cai. Xóa mù chữ ở huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất và quản lý căn cước công dân. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký căn cước công dân tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2022 tại Bộ Công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, công an các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.696 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa đông tại miền Bắc năm nay đến sớm và có nền nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét kỷ lục có thể xuất hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật bản tin dự báo cho thấy, trong tháng 9, nền nhiệt tại miền Bắc có xu hướng cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cuối tháng 9, khu vực này có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên, khiến nền nhiệt giảm nhanh. Nguyên nhân là do các tháng cuối năm, mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Đây là trạng thái nước biển lạnh hơn một cách bất thường, trái ngược với El Nino. Ảnh hưởng của hiện tượng này khiến không khí lạnh tác động mạnh đến thời tiết miền Bắc. Mùa đông năm nay được dự báo đến sớm, có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Các sở giao thông vận tải phải sử dụng phần mềm quản lý để quản lý hoạt động ra vào bến và cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Đây là yêu cầu mới nhất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi đến hết tháng 8 vẫn còn lại 238 bến xe chưa chuyển dữ liệu theo quy định. Trước đó, vào tháng 7, Tổng cục đã có văn bản đôn đốc các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra vào bến và cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải đôn đốc chấn chỉnh và yêu cầu các bến xe khách chưa truyền dữ liệu hoặc có truyền nhưng không liên tục thực hiện ngay việc truyền dữ liệu. Thời hạn hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Bắt đầu từ tháng 10 tới, Tổng cục Đường bộ sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm và thông báo đến các sở giao thông vận tải về tình hình thực hiện việc cung cấp dữ liệu của các bến xe khách theo quy định định kỳ hàng tháng. Những chiếc xe máy cũ trên 18 năm tuổi tại Hà Nội nếu không đạt chuẩn về khí thải có thể được hỗ trợ bằng một khoản tiền để đổi sang xe mới. Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo chương trình nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn 8 trạm đo khí thải và 30 đại lý hỗ trợ đổi xe máy cũ trên địa bàn 6 quận là Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông. Người dân mang xe máy cũ đến các địa điểm này để đo kiểm về khí thải. Nếu xe không bảo đảm điều kiện, sẽ được Hiệp hội Xe máy Việt Nam hỗ trợ kinh phí đổi xe máy mới với mức hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng một trường hợp. Thời gian triển khai chương trình dự kiến trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, với số lượng ước khoảng 5.000 mô tô xe máy được đo kiểm khí thải. Như vậy, người dân Hà Nội muốn được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới phải đủ ít nhất 2 điều kiện: chiếc xe của mình đăng ký trước năm 2002 và không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải. Những chiếc mô tô xe máy cũ sau khi đổi sẽ được chính các nhà sản xuất cung ứng sản phẩm thu hồi và xử lý theo quy định, chứ không được tái sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có trên 440 hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, trong đó có nhiều mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ mà lại hiệu quả kinh tế khả quan.
Tính đến hết tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp đã xây dựng mới và duy trì 150 mô hình liên kết chuỗi hoạt động hiệu quả. Dự kiến, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 160 mô hình liên kết, điển hình như Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nghệ Đại Hưng, Hợp tác xã Nghệ Trí Tân, huyện Khoái Châu, mỗi năm liên kết bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên từ 500 đến 1.000 tấn nghệ tươi, tổng giá trị thu về đạt từ 5 đến 7 tỷ đồng một năm. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ cung cấp cho các siêu thị Copmark, siêu thị Big C, công ty Vienco mỗi ngày từ 3 đến 4 tấn nông sản. Tổng giá trị thu về đạt từ 40 đến 50 triệu đồng một ngày. Hay Hợp tác xã Thủy sản Hương Phát, huyện Tiên Lữ, mỗi năm liên kết cung cấp từ 60 đến 70 tấn cá cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cá Sạch Việt Nam với giá bán ổn định. Hợp tác xã thu về trên 3 tỷ đồng một năm. Qua thực tiễn cho thấy, lợi ích của việc liên kết chuỗi góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản lý, điều hành tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tránh tình trạng được mùa mất giá. Đây cũng là tiền đề cơ sở quan trọng giúp các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, xây dựng thương hiệu, đưa nông sản vươn ra thị trường thế giới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tập trung phát triển cây dược liệu tại các huyện Sapa, Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Mường Khương, Văn Bản. Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương từng bước khôi phục, phát triển các loài cây dược liệu, định hướng phát triển mở rộng vùng trồng dược liệu, cung cấp nguyên liệu dược liệu cho các công ty, tập đoàn chế biến dược liệu trong cả nước. Lào Cai có 4 loại cây dược liệu sản xuất tập trung được Bộ Y tế công nhận đạt các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, GRCP, WHO, trên địa bàn hiện có 10 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia liên kết sản xuất thu mua sản phẩm dược liệu. Hàng năm thu mua trên 3.000 tấn sản phẩm các loại. Lào Cai thì cũng có những cái đầu tư rất là mạnh trong du lịch. Và đây cũng là cái thuận lợi để mà phát triển bền vững nguồn dược liệu. Vì dược liệu ấy thì nó là cái bản thân nó và những cái tri thức dược liệu. Nó là những cái di sản của phi vật thể. Và nó có thể là tham gia vào các cái hoạt động du lịch. Hôm nay thì chúng tôi cũng đã tạo thành cái vùng phát triển dược liệu là ở Bắc Hà, Bát Sát và Sapa. Đồng thời đó là thu hút các doanh nghiệp lên đầu tư để liên kết tiêu thụ. Mục tiêu cuối cùng là các cái diện tích mà người dân tham gia phát triển dược liệu phải đạt được cái giá trị cao nhất khoảng từ 120 đến 150 triệu đồng trên ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 1214 quy định nguyên tắc xác định và danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phát triển bất cứ một cái loại hình gì hay là dược liệu và thảo dược thì cũng cần có những các cái quy hoạch một cách cụ thể rõ ràng ở cái khu vực nào, vị trí nào một cách chi tiết cho cái việc mà phát triển các cái cây thuốc nào. Mối liên kết trong sản xuất dược liệu từng bước được hình thành. Vùng sản xuất dược liệu đã được ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Công ty có cho có lên tập huấn và cách thu hái trái dây và về pha chế. Thuận lợi là bên công ty có hỗ trợ về kinh phí. Hiện nay, tỉnh Lào Cai cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu và cấp mã cho các vùng trồng cây dược liệu. Đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu có 3.500 hectare dược liệu và tập trung phát triển 22 chủng loại dược liệu chính, sản lượng khoảng trên 11.000 tấn trên một năm. Lào Cai định hướng phát triển mở rộng vùng trồng dược liệu, cung cấp nguyên liệu dược cho các công ty, tập đoàn chế biến dược trong nước. Cái được lớn nhất sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới là sự thay đổi tư duy, cách làm của người dân nông thôn. Từ thụ động sang tự giác và phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng nông thôn mới. Câu chuyện ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang, địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao là một trong những thành tựu nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang.
người dân hài lòng bởi đây chính là thành quả có sự đóng góp sức dân không nhỏ. Tôi vui lắm, thấy bây giờ là chương trình là xây dựng nông thôn mới này, dân chúng tôi là đồng tình ủng hộ và mọi người dân đều đóng góp. Chính quyền địa phương cũng nhìn nhận, chính nhờ huy động được sức dân nên đã thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn. Trong quá trình làm phải tập trung để xây dựng các cái nhiệm vụ, lấy người dân là trọng tâm để xây dựng nông thôn mới, để người dân vừa là người thực hiện, đồng thời là người dân được hưởng lợi cái nội dung này ngay. Cho nên là ta thúc đẩy được trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Yên. Xác định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chính là phát huy nội lực trong dân, Bắc Giang đã tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tại Tân Yên, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác đạt 152 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,26 triệu đồng, cao hơn mức trung bình của nông thôn cả nước gần 3 triệu đồng. Chúng tôi xác định lấy trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm để từ đó tạo ra nội lực để xây dựng nông thôn mới. Và với Bắc Giang chúng tôi, việc huy động sức dân rất là tốt và hiện nay theo đánh giá thì người dân đóng công sức tiền của khoảng 25% tổng số vốn huy động của chương trình. Đối với chương trình nông thôn mới, chúng ta đã đưa người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Và thực sự, cái sự người dân tham gia và thay đổi thì chúng tôi thấy là nó thực sự chúng ta không ngờ đến đến thời điểm này. Chúng ta đạt được cái kết quả hết sức khả quan. Và như vậy, khi chúng ta lấy sức dân để làm cho người dân thì nó đã tạo ra cái sự thay đổi như vậy. Đánh giá kết quả sau hơn 10 năm qua, các chuyên gia cũng cho rằng thành công lớn nhất là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Nông dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tự nguyện hiến nhiều diện tích đất thổ cư mà anh Hoàng Văn Vịnh, thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên còn tích cực vận động người thân và khu dân cư tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2019, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, anh Vịnh đã thuyết phục gia đình tự nguyện chặt bỏ cây ăn quả, phá bỏ tường rào và hiến 150m² diện tích đất thổ cư, tương đương với trên 1 tỷ đồng để mở rộng đường trục chính của xã. Ngoài ra, anh Vịnh còn tích cực tuyên truyền vận động 50 hộ dân có dự án đi qua, sẵn sàng hiến đất và tài sản để phục vụ dự án. Nhờ đó, tuyến đường chỉ rộng 2,5m trước kia, giờ đã được mở rộng thành 7,5m. Hai bên vỉa hè có hệ thống thoát nước. Việc làm trên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương và đặc biệt là góp phần vào việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân được thuận lợi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm học mới, trước tình trạng loạn sách, tài liệu tham khảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc các Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo, phụ huynh học sinh tự mua sắm tài liệu tham khảo theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc. Các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh phụ huynh lựa chọn. Các sở giáo dục phải tiến hành tổ chức thanh tra kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước ngày 20 tháng 9 năm 2020, các sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo về nội dung này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, sau nhiều năm thực hiện công tác xóa mù chữ đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, đồng nghĩa với kinh tế xã hội phát triển, từng bước thay đổi bộ mặt vùng cao. Năm 1992, Chữ A Báo, một người con của xã Xà Hồ, đã được tham gia học lớp xóa mù chữ ngay tại bản. Sau khi biết chữ, Báo xin tiếp tục đi học cao hơn. Từ một người không biết chữ và trở thành người có học hành, đào tạo qua các trường lớp, Chữ A Báo đã được người dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ từ thôn bản đến cấp ủy, chính quyền xã Xà Hồ. Thì cái việc xóa mù chữ ở thôn bản cho người Mông là đặc biệt quan trọng. Và có những người có thể người ta có nhờ tình hăng học và có thể người ta có phát triển được thì từ những cái học xóa mù chữ có thể trở thành người lãnh đạo được. Với đặc thù khó khăn của một huyện vùng cao, có thể nói công cuộc diệt giặc rốt trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu
đã được tổ chức thường xuyên, liên tục. Em cũng chịu khó là cũng đi có thời gian mà ngoài giờ lên lớp, chúng ta cũng dành cái thời gian là nên là gần gũi bà con để tìm hiểu, chia sẻ cái nỗi vất vả bà con bằng cái biện pháp là chúng ta có thể là trực tiếp là đến đi thôn giúp đỡ bằng những cái việc hướng dẫn người ta làm, chẳng hạn như đi làm nương rẫy, làm sao để năng suất phát triển về năng suất về nông nghiệp. Từ xóa mù chữ, người dân đã được tiếp xúc và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, góp phần nâng cao sản lượng trên mỗi đơn vị canh tác. Biết chữ, người dân còn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để mà mù chữ từ 15 cho đến 25 cũng như là 15 cho đến 35 tuổi hiện nay vẫn còn cái tỷ lệ nhất định. Thì chúng tôi xác định đây là cái đối tượng mà cần phải đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Chính vì thế mà trong cái thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục rà soát các cái trường hợp này để trên cơ sở đó rồi xây dựng cái kế hoạch để mở các lớp xóa mù chữ cho các đối tượng này. Công tác xóa mù chữ trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân vùng cao. Nhiều hủ tục lạc hậu bị đẩy lùi, một cuộc sống ấm no đang dần hiện hữu trên các bản làng vùng cao. Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về tình trạng đổ rác thải bừa bãi ra cánh đồng, đường giao thông ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, lực lượng công an xã đã bắt được một số vụ đổ rác trộm và ra quyết định xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, người dân cũng góp tiền làm hàng rào để ngăn chặn không cho các doanh nghiệp và cá nhân đổ trộm rác thải ra khu vực này. Để ngăn chặn dứt điểm tình trạng đổ trộm rác thải tại thôn Quá Nhu Bột, thời gian qua, xã Yên Hòa đã tuyên truyền vận động nhân dân tại 5 thôn đóng góp trên 50 triệu đồng để lập hàng rào chắn. Hầu hết là sử dụng các vật liệu như cọc thép, mái tôn và xi măng được hàn chặt ngay sát mép đường. Đến nay, hàng rào chắn có chiều dài hơn 100 mét, cao hơn 2 mét, không những ngăn chặn được tình trạng đổ trộm rác thải mà còn giảm thiểu mùi hôi thối từ bãi rác đến các phương tiện lưu thông. Ngoài ra, xã cũng lập tổ công tác tuần tra ban đêm, lập bảng nội quy và biển báo quy định địa điểm đổ rác. Bãi rác chúng tôi đã lập từng rào xong, nhân dân đồng tình ủng hộ. Rác nó còn tồn đọng thì tôi là chỉ đạo là san gạt cuốn và đổ vào tận trong bãi rác, để không xảy ra tình trạng ôi thối khi người dân tham gia tuyến đường này. Thưa quý vị và các bạn, trong khi rác thải vẫn chưa được phân loại, thì túi ni lông sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn xuất hiện với mật độ dày đặc, tràn lan tại các khu chợ dân sinh, trong mỗi nhà và cuối cùng là ở từng bãi rác. Vậy hậu quả của điều này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau tôi đây là 10 ô chôn lấp giai đoạn 1 của khu xử lý rác thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Và theo tính toán của đơn vị này, thì sau 20 năm rác có thể phân hủy và sụt giảm độ cao. Sau vài năm đóng bãi thì có thể tái khai thác vận hành, tiết kiệm diện tích mở rộng bãi. Thế nhưng tại đây thì lại không như vậy. 10 ô chôn lấp của giai đoạn 1 đã đạt cốt 39, phải phủ đóng bãi tạm thời. Do cái hàm lượng ni lông lớn trong rác, hạn chế sự phân hủy của rác, làm cho tăng cái thể tích tiếp nhận. Ni lông và ni lông. Mỗi ngày bãi rác Nam Sơn, Hà Nội tiếp nhận 5.000 tấn rác thải, 10% trong số đó, nghĩa là khoảng 500 tấn rác, là đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông. Ở môi trường tự nhiên, một túi ni lông phải mất từ 200 đến 500 năm mới phân hủy. Điều này khiến quá trình phân hủy của cả bãi rác diễn ra chậm, kéo theo đó là những khó khăn trong công tác xử lý. Hiện tại, 3/4 diện tích của bãi Nam Sơn đã bị đóng. Cũng chính vì thế mà bãi Nam Sơn, túi rác khổng lồ của thủ đô, một bãi chôn lấp hợp vệ sinh cũng trở nên ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân quanh khu vực. Với cái đà này tiếp nhận rác tại bãi Nam Sơn, vì bãi rác luôn tiếp nhận ở mức quá tải, ni lông nó có làm cho tích khí và nước khi trong quá trình xử lý chất thải, cho nên nó ảnh hưởng đến sự phân hủy của rác, ô nhiễm rác, ô nhiễm môi trường, nên nó dẫn đến những cái xung đột môi trường, các bạn gọi là xung đột xã hội. Nhiều địa phương không muốn chấp nhận là sẽ có những cái bãi rác ở khu vực mình.
Với công nghệ xử lý rác chủ yếu là chôn lấp, nếu người dân còn tiếp tục sử dụng bừa bãi túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần và không phân loại rác tại nguồn như thế này, thì rất có thể lòng đường vỉa hè của Hà Nội sẽ trở thành những bãi rác lộ thiên ô nhiễm hơn cả những hình ảnh như thế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian.